Xin chào các bạn, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Shiga. Hôm nay mình làm video này là hướng dẫn mọi người một số cái kinh nghiệm mà chuyển các bạn kỹ sư là kết hôn với các bạn thực tập sinh. Thì một số bạn thực tập sinh ấy thì làm thế nào mà có thể không phải về nước mà vẫn có thể chuyển visa được. Thì cái này thì mình theo kinh nghiệm của mình nhá, thì có một số bạn thì là có nghĩa là xin nghỉ công ty xong rồi về kết hôn xong rồi quay lại, xong xong bắt đầu mới làm thủ tục xin visa bình thường. Như thế thì nó rất mất thời gian, và thứ hai là chi phí rất chi là nhiều đi đi lại. Mình sẽ có cách này hay hơn, là nghĩa là như này: sau khi có giấy Jimino thì cả vợ chồng đều xin cái giấy docu-sinh-somesho ấy, cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn ở Việt Nam ấy, cái giấy đấy. Xong các bạn cầm cái giấy đấy, các bạn sẽ làm một cái đơn lên đại sứ quán Việt Nam để cấp cái giấy đủ điều kiện kết hôn đấy. Và các bạn dịch dịch ra, các bạn không có bản dịch thì mình có thể có ở comment ở dưới mình có bản dịch, thì các bạn cứ điền đổi tên là xong. Thì các bạn chỉ xin cái bản đủ điều kiện kết hôn thôi. Mong mình sẽ ở tất cả dưới là mình sẽ ghi hết ở dưới, các bạn cứ nhìn theo mà làm thôi. Thì sau khi mà các bạn có giấy đủ điều kiện kết hôn, đô xin cái giấy đủ điều kiện kết hôn này xong xuôi, thì các bạn cầm ra si hai vợ chồng, mà không 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 cần hai vợ chồng đâu, chỉ cần một người chồng là được rồi. Thì là các bạn cầm hộ chiếu của vợ này, xin là thẻ gai của vợ này, giấy Jimino này, giấy đô xin somesho này, giấy đủ điều kiện kết hôn này, cầm ra si. Các bạn cầm ra si xong thì các bạn làm thủ tục ok, thì làm thủ tục ở đấy thì nó chỉ mất tầm được khoảng 2 tuần. 2 tuần là các bạn sẽ có giấy kết hôn của si. Thì tại sao mình lại bảo các bạn làm kết hôn ở Nhật? Bởi vì khi các bạn làm kết hôn ở Nhật thì sẽ có giấy kết hôn somesho ở Nhật ấy, thì nó sẽ có giá trị hơn so với kết hôn somesho ở Việt Nam đấy. Thì sau khi mà bạn có kết hôn somesho ở Nhật thì các bạn lại gửi lên một cái đơn tiếp lên đại sứ quán Việt Nam để trích lục kết hôn. Các bạn về Việt Nam không phải làm giấy kết hôn nữa. Trích lục kết hôn xong xong xuôi thì các bạn họ sẽ cấp cho các bạn một cái bản trích lục kết hôn, nhưng các bạn phải có xin cả bản dịch nữa. Nếu các bạn nào biết biết dịch thì dịch luôn, mà không thì nhờ đại sứ quán chắc mất thêm 400 yên 4C nữa. Thì các bạn sau khi có xong xuôi rồi thì bây giờ xong xuôi xong xuôi là có đã giấy kết hôn ở đại si và giấy kết hôn ở trích lục kết hôn ở đại sứ quán Việt Nam. Đấy là các bạn đã làm xong bước 1 nhé. Bước thứ hai là các bạn làm như nào? Vợ hoặc chồng các bạn thực tập sinh xin công ty nghỉ trước 1 tháng, nghĩa là báo công ty là do sức khỏe không tốt thì xin công ty nghỉ, xin nghỉ và để công ty cấp cho cái giấy là tai sư cự sô mê, là cái giấy nghỉ việc ấy, chứng nhận nghỉ việc ấy, và cái giấy đôi sô mê là sau khi mà nghỉ việc thì có thể chuyển đổi visa được. Nhưng mà ở cái khâu này rất quan trọng này, cái giấy giấy tai sư cự sô mê thì họ có thể cấp cho, nhưng còn cái giấy đôi somesho thì rất chi là khó khăn. Nhiều khi nhiều nghiệp đoàn ấy, tại vì là do một số cái lý do đặc thù là họ đã đưa nghiệp thực tập sinh sang rồi thì mất chi phí, bây giờ họ đang đang có một cái nguồn thu nhập nho nhỏ từ thực tập sinh hàng tháng, thì họ họ có nghĩa là họ không muốn làm mất thực tập sinh ấy, họ không muốn muốn mất đi cái một số cái thu nhập nguồn thu nhập của họ, nên là họ thấy khó dễ. Cái này sẽ có, không phải là không có, thì có khả năng là công ty hoặc nghiệp đoàn sẽ bắt cái bạn thực tập sinh phải về nước trong dạng vẫn còn trong dạng vẫn còn visa nhé, vẫn còn visa bình thường nhé, mà họ bắt bạn về nước, có những bạn xin nghỉ thì họ sẽ không có quyền, không có trách nhiệm gì với các bạn nữa, thì họ sẽ cho về nghiệp đoàn sẽ cho về nước. Thì cái này không quan trọng, các bạn cứ cho về nước bình thường. Nhưng mà cái này rất quan trọng là mọi người không biết này, có nghĩa là sau khi visa vẫn còn nhưng mà các bạn về nước lại không sang được, đúng không? Vẫn sang bình thường, đây mới là điểm hay này, vẫn sang quay lại bình thường nhé, không phải là không về nước. Nhiều khi nghiệp đoàn với cả công ty của Nhật này nó nói bảo là thực tập sinh mà sau khi hết vị sau khi mà nghỉ nghiệp đoàn là về nước là không ra được, trong khi đó visa vẫn còn, vẫn sang bình thường, với điều kiện các bạn phải kết hôn với người thực tập sinh, kết hôn thực tập với người thực tập sinh ở si của Nhật nhé, đã có giấy kết hôn nhé, các bạn quay lại bình thường. Sau khi đến sân bay thì là bên cục xuất nhập cảnh nó sẽ hỏi là bạn là tại sao mày quay lại Nhật, tại sao quay lại Nhật, thì các bạn phải đưa vào cái giấy là cái giấy như nào,
cái giấy của chồng bạn ấy, hoặc là vợ hoặc là kỹ sư ấy, là cái giấy kết hôn somaiso đấy, cái giấy jumin hyo, mấy cái thẻ gai của chồng bạn, bạn phải copy theo đi theo nhá, cái thẻ gai ấy, cái giấy thẻ gai ấy, copy đi theo, cầm theo đi. Xong là bảo khi mà người chồng hoặc người vợ ra sân bay đón phải giữ điện thoại, bảo vợ là kết nối mạng wifi phải đi ở trên đấy, nếu mà họ gọi thì trả lời nhé. Đấy thì là vẫn nhập cảnh vào Nhật bình thường, không có phạm luật gì cả. Mà cái hai là họ không bắt bỏ bắt bắt bế gì cả. Ơi tiếp theo thì là sau khi vào nhập cảnh vào nước thì là bạn đưa cái bạn thực sinh đấy lên đại sứ quán, à lên lên lưu lưu cảng, lưu cảng gần nhất chỗ mà khi khu mình ở ấy, thì là làm giấy là chuyển đổi visa. Cái video đấy mình trước mình làm đấy, cái giấy chuyển đổi visa ấy thì nó sẽ nhanh hơn, chỉ trong vòng tầm một tuần đấy là các bạn có visa mới. À, một tuần thôi, một tuần hơn một tuần thôi, thì có nghĩa là như nào, thì các bạn sẽ mất, không phải mất chi phí là phải về Việt Nam này, kết hôn này, xin nghỉ một tháng này. Bây giờ các bạn đang có thu nhập một tháng tầm khoảng 20-30 man, và bây giờ phải về nước kết hôn các thứ rất chi là lằng ngoằng. Thì lúc nào có điều kiện, hai vợ chồng sau khi kết hôn xong xuôi, làm tục xong xuôi, đổi visa xuôi, có điều kiện thì về làm kết hôn sau cũng được, không sao cả. Thì các bạn sẽ đỡ một khoản chi phí. Đây là cái video kinh nghiệm của mình, các bạn để ý nhá, rút kinh nghiệm. Còn thủ tục kết hôn ở Si nó cần những giấy tờ gì thì mình sẽ làm cái bảng cần thiết, bảng cái bảng PowerPoint cho các bạn nhìn ở dưới nhá. Thì các bạn sẽ biết được ngay là cần những giấy gì, giấy gì. À, cụ thể mà các bạn nào không có những file dịch ý, thì có thể comment cho mình sẽ xếp cho cái file dịch các bản dịch, dịch kết hôn rồi thì bản dokusin somaiso. Đấy. Đấy, các bản dịch đấy. Các bạn xem xong video này hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh, cũng khích lệ tinh thần mình để làm ra nhiều video giúp đỡ các bạn thực tập sinh, các bạn kỹ sư sau khi kết hôn ở Nhật, làm các thủ tục visa, thủ tục xin visa cho vợ, cho con, cho vợ rồi thì là đoàn tụ gia đình một cách nhanh nhất. Chúc các bạn thành công. Đây nhá, đây là khi mà các bạn làm thủ tục kết hôn ở Si thì họ sẽ viết cho cái đoạn giấy mỏng mỏng như này, là những giấy tờ cần thiết để các bạn kết hôn được ở Si. Thì cái số 1 ấy thì là cái giấy đấy họ ở Si cấp cho là kết hôn Todoke. Thì ở đấy thì các bạn ghi tên chồng, tên vợ, ngày tháng năm sinh, rồi thì quê quán, xong tên bố, tên mẹ, rồi có một người ở bên Nhật chứng kiến, bạn của chồng, bạn của vợ nữa, xong ký tên, ghi địa chỉ vào đây, đóng dấu vào. Đấy thì ở cái giấy thì ở Si nó hướng dẫn cụ thể rồi. Cái thứ hai nữa là cái kết hôn Nhoken này, Gujun này, somaiso này là cái giấy mà đủ điều kiện kết hôn của Đại sứ quán Việt Nam cấp cho nhé. Các bạn kèm theo bản dịch, cái phần 2 và 3 ấy. Để em có cái đấy thì các bạn phải xin là cái giấy Dokusin Some là cái giấy độc thân ở Việt Nam ấy, cái giấy nhận độc thân ở Việt Nam. Xong rồi làm cái đơn lên Đại sứ quán Việt Nam để họ xác nhận cấp cho mình cái giấy này nhá. Đấy là cái bước đấy các bạn ở nhà chuẩn bị trước. Tiếp theo là cái giấy Sụt San Somaiso là cái giấy khai sinh của các bạn ấy. Đây nó 4 và 5 thì là gồm giấy khai sinh của các bạn và bản dịch và khai sinh nhá. Giấy khai sinh thì xin ở Việt Nam, xong là xong rồi bạn các bạn dịch ra. Nhưng mà một số các bạn nào không có bản dịch thì comment cho mình ở dưới, mình sẽ chỉ gửi cho bản dịch. Và cái passport nhá, là bản chính nhá, cộng với cả bản photo. Nhá, các bạn mới cả cái hai số 6 rồi, còn số 7, số 8 thì là nó là cái giấy Jimino của vợ với chồng nhá, của cả vợ cả bà chồng nhá. Jimino cấp, nếu mà các bạn ở Si, bạn nếu mà bạn nào chồng là kỹ sư thì hoặc là bạn vợ là kỹ sư thì xin ở Si luôn, còn đâu là các bạn thực tập sinh thì xin ở Si các bạn ở đây. Cái giấy Jimino nhá. Cần cả giấy Jimino nữa. Thì đây là mình cho các bạn xem này, cái giấy khai sinh này, đấy. Cái giấy khai sinh đấy. Giấy khai sinh là vào Việt Nam nhá, xong các bạn làm bản dịch. Bản dịch sang đây, đấy. Đây là bản dịch của nó. Thì bản dịch này thì nó có mẫu sẵn rồi, các bạn cứ nhìn này các bạn gõ ra được. Hoặc là không có file thì có thể comment cho mình gửi cho bản dịch ở dưới. Ok. Tiếp theo này, cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn đây nhá. Cái giấy này là cấp từ Tổng lãnh sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Osaka nhá. Đây là đối với các bạn ở Kansai, bạn Kanto thì sao? Kanto thì các bạn nên chỗ Tokyo ấy, đấy. Chỗ khu đấy các bạn xin của đại sứ quán ở Việt Nam ở trên Tokyo. Còn các bạn ở khu vực dưới này Osaka, các bạn xin ở Osaka nhá. Cho nó gần, gửi các bạn không phải lên trực tiếp đâu, các bạn gửi viết thư xong rồi vào trong cái trang chủ của nó, xong là viết thư gửi lên là được, nhưng không cần phải thiết phải lên trực tiếp.
Đó, đây là cái bản dịch. Đấy, các bạn chỉ cần xin cái bản này thôi, còn bản giao dịch các bạn tự làm, có nếu các bạn có máy tính các bạn tự tự đánh được chứ không cần phải dịch đâu, mất thêm 4 sen nữa tự nhiên mất tiền toi. Còn nếu các bạn là thuê mình dịch cho mình lấy tiền uống nước thôi nhá. Ok, thế là xong. Chúc các bạn thành công nhá.